Chào các bạn tin nhanh 24/7. Accenture cho 35 độ ấn tượng với bộ cánh rơm xước nở bật. Sau khi nhường ngôi vị cho đàn em Accenture cho 50 lên nắm ngôi, thì mẫu Accenture cho 35 ngày nay có vẻ vắng bóng trên thị trường. Từ một thời làm điên đảo giới chơi xe Việt, trong đó có những người đã còn tình yêu mặn nồng với mẫu xe này, hiện nay có một chiếc Accenture cho 35 độ dưới đây có một tay chơi trong nước. Chủ nhân đã dọn chiếc xế mình với tất cả niềm tâm huyết của mình dành cho chiếc xế cưng. Accenture cho 35 độ đầy phong cách của dân chơi Việt. Chiếc xế được chủ nhân thay đổi mạnh mẽ ở dàn ngoài nó bật và ấn tượng với bộ tem đấu rơm xước độc đáo với tông màu cam chủ đạo, cùng với đó là màu đen tạo nên một tổng thể đầy cứng cáp nhưng không kém phần nó bật. Bên cạnh đó, chiếc xế còn được chủ nhân thay thế một loạt chi tiết trên xe bằng những phụ kiện đồ chơi kiển nhằm tăng thêm chất thể thao. Cụm tay thắng được trang bị bao tay Rationalist Carbon, tay thắng biker thể thao nó bật. Dàn chân chiếc xế cũng được thay bằng một bộ căm và niềng DMV nhẹ nhàng nhưng cực chất và nổi bật, đi cùng với là sự nâng cấp cụm phanh Hellrebo và phục City. Xe cũng trang bị Hell Racing Boy và đĩa gây phơ, đi cùng với đó là cặp chân và cặp vỏ Michelin Bullet thể thao. Hệ thống phao cũng được trang bị bằng gấp nhôm nhẹ nhàng nổi bật đậm chất Thái. Tổng thể chiếc xế rất nổi bật và đầy phong cách. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹp lại ở clip kế tiếp. Nhớ like, share, nhớ subscribe.